Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, ngày 6 tháng 6, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổ đại biểu số 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Qua đó ghi nhận một số phản ánh kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh lộ 994, những khó khăn trong việc xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đối với diện tích đất khai hoang, đề nghị sớm đưa bãi tắm công cộng Bình Châu vào hoạt động, xử lý các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm môi trường, xây dựng hệ thống thoát nước để xử lý việc ngập úng ở một số tuyến đường. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng quan tâm đến việc phổ cập bơi cho trẻ để phòng chống đuối nước.